xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Khoảnh khắc cực phẩm ở hàng ghế nghệ sĩ, Jonah một mình cân tài tử và idol. Khoảnh khắc khoe chọn nhan sắc cực phẩm của dàn nghệ sĩ đình đám Hàn Quốc gây sát thương cao với người hâm mộ tại Asia ở sân vận động Mỹ Đình. Lễ trao giải Asia 2019 diễn ra vào tối ngày 26 tháng 11 tại sân vận động Mỹ Đình là sự kiện được khán giả dành sự quan tâm lớn. Ngoài những hình ảnh gần 100 ngôi sao đình đám Hàn Quốc tại thảm đỏ và trên sân khấu lễ trao giải, thì mới đây hàng loạt khoảnh khắc ở ghế nghệ sĩ cũng làm người hâm mộ khó có thể ngồi yên. Không tương tác với ống kính và thoải mái bộc lộ cảm xúc trong sự kiện, nhưng dàn ngôi sao K-pop vẫn ghi điểm tuyệt đối bởi nhan sắc cực phẩm. Gây ấn tượng nhất phải kể đến góc nghiêng thần thánh của bộ đôi Park Min Jung, Ji Chang Wook, cùng với đó là nhan sắc đỉnh cao xinh đẹp của công chúa Jonah. Trong loạt ảnh được ghi lại có thể thấy vẻ đẹp tựa nữ thần của cô ấy đã lấn áp cả dàn nghệ sĩ xứ Hàn.